Thưa quý vị, có thể nói vốn tín dụng và chính sách là hai điểm nghẽn lớn nhất của các doanh nghiệp bất động sản hiện nay. Do đó, để có thể đưa thị trường thoát khỏi ách tắc, vấn đề trọng tâm là phải tháo gỡ được các nút thắt nói trên. Trao đổi về những khó khăn của doanh nghiệp bất động sản hiện nay, đại diện tập đoàn Novaland cho biết, thị trường bất động sản đang tắc nghẽn nhiều mặt, trong đó nổi cộm là các vấn đề liên quan đến pháp lý, tín dụng bị siết chặt, lãi suất quá cao và thị trường bị mất niềm tin. Những vấn đề trên đã gây khó khăn không chỉ cho hoạt động của Novaland mà hầu hết doanh nghiệp bất động sản đều đang gặp tình trạng này. Cả khách hàng cũng không có tiền để thanh toán, khiến nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nguồn thu và có khả năng không kịp trả các nguồn khoản vay gốc, nợ lãi và trái phiếu sắp đến hạn. Nếu tình hình này kéo dài sẽ gây rủi ro, làm mất thanh khoản hàng loạt, đại diện Novaland lo ngại. Để giải quyết những khó khăn đó, Novaland kiến nghị, trước mắt, Ngân hàng Nhà nước cần cho phép các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng được phép tái cơ cấu, gia hạn, ân hạn các khoản nợ đến hạn trong 3 năm và không bị chuyển nhóm nợ. Các tổ chức tín dụng xem xét giảm lãi suất, gia hạn kỳ hạn trái phiếu cho các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng thời hạn 3 năm để giảm áp lực và tăng niềm tin cho thị trường. Đồng thời, đại diện trên kiến nghị chính phủ cho các phương án kịp thời để hỗ trợ giải quyết tận gốc các vướng mắc pháp lý do các luật chồng chéo, cần định giá tiền sử dụng đất theo hệ thống K đơn giản, minh bạch để các dự án có thể tiếp tục triển khai nhanh, tiết giảm chi phí, giúp hạ giá thành sản phẩm. Chia sẻ những khó khăn của thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đánh giá, thị trường này vẫn còn nhiều khó khăn về thể chế, nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn trái phiếu, chứng khoán, tổ chức thực thi pháp luật của địa phương nên cần tiếp tục được tập trung tháo gỡ. Theo Bộ Xây dựng, các buổi làm việc của tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với các địa phương, doanh nghiệp bất động sản và qua báo cáo của các địa phương, doanh nghiệp gửi về cho thấy rất nhiều dự án nhà ở, khu đô thị đang triển khai thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc hoặc dừng triển khai. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh có trên 80 dự án nhà ở, khu đô thị gặp khó khăn. Con số này của thành phố Hà Nội là 50%, thành phố Đà Nẵng là 60%, thành phố Hải Phòng là 30% và thành phố Cần Thơ là 40%.